ngủ đắp mền sướng với ta. Rồi ba này đồ bán mà giờ nằm đắp mền ngủ luôn thấy rồi, biết bán ghế à. Bán ghế không? Bán ghế giờ lấy xài được không? Không, tại trời gì gió gió xe xe lạnh quá, lấy mền lông ra đắp mà rồi kia thôi chứ trời. Ôi, cái này biết bán ghế rồi. Trời cái con này của em mà bán ghế anh nghĩ sao ạ? Anh nghĩ sao mà anh la bán ghế vậy? Ôi, có 190.000 một con, ai cũng thích, rất là thích luôn, giá ha, bình dân ha, mà đắp cái mền này anh rờ cái mền thử coi. Nó mịn thì nha. Mền này gờ cái là buồn ngủ liền luôn á. Trời ơi đã lắm luôn á, trời xe xe lạnh mát mát đã lắm luôn nha. Cái mền dày dặn nè mà có 190.000 con anh nghĩ đi. Trời ơi ai mà không mua cho được. Nghĩ sao la bán ghế vậy? Đây nè, gấu dâu rất là xinh luôn nè, thấy không? Còn những cái màu khác nữa đây nè. Đó coi đẹp ghê chưa? Nè cái dây kéo nè. Đó, lấy cái mền ra là nó vẫn giữ phơm nữa. Đó thấy chưa? Nè. Cái con này á nha, là cái này nè mình để đầu nằm, để mình nằm mình làm gối mình nằm. Còn cái mền để đắp đúng không? Mền thì để đắp. Cái này là đi du lịch là đem theo con là đắp là đúng bài. Trời ơi, chiều ngang là 1m1, chiều dài là 1m6 của cái mền, xài rất là đã luôn. Mình để văn phòng đồ mình nằm mình ngủ trưa rồi này kia cũng thích nữa. Còn mẫu nào nữa không? Trời ơi, còn chứ sao không? Đây nè. Ok chưa? Còn gấu bu nè, còn khủng long, còn mèo lười các thứ, nhưng mà giờ đó. Đó, là quan trọng là bây giờ lấy con gấu bu ra trước đây nè, con gấu bu nè. Đó, vải này là bằng nhung nha, còn cái này là bằng lông nè, thấy không? Còn cái này bằng nhung cho nên cái con gấu bu này nó mắc hơn. Nó mắc hơn nhưng mà cái chiều dài, của cái mền á, nó vẫn là chiều ngang là 1m1, chiều dài 1m6 luôn. Nói chung là mua cái mền này nha, học sinh đồ này kia đi học ở ký túc xá hoặc là ở lại buổi trưa đồ này kia là đem cái con gấu này theo, vừa có gối nằm nó vừa gọn, nó vừa dễ thương mà vừa có cái mền lông để đắp luôn, rất đã luôn nè, thấy không? Mà rẻ nữa chứ. Trời ơi mua là xài hoài luôn, đâu có hư đâu.